Chương 8. Quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế. Điều 36. Quyền của người tham gia bảo hiểm y tế. 1. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế khi đóng bảo hiểm y tế. 2. Được đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình tại đại lý bảo hiểm y tế trong phạm vi cả nước. Được lựa chọn cơ sở khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu theo quy định tại khoảng 1 điều 26 của luật này. 3. Được khám bệnh chữa bệnh. 4 được tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế. 5. Yêu cầu tổ chức bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế và cơ quan liên quan giải thích, cung cấp thông tin về chế độ bảo hiểm y tế. 6. Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế. Điều 37. Nghĩa vụ của người tham gia bảo hiểm y tế. 1. đóng bảo hiểm y tế đầy đủ đúng thời hạn. 2. sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đúng mục đích không cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế. 3. Thực hiện các quy định tại điều 28 của luật này khi đến khám bệnh chữa bệnh. 4. Chấp hành các quy định và hướng dẫn của tổ chức bảo hiểm y tế cơ sở khám bệnh chữa bệnh khi đến khám bệnh chữa bệnh. 5. Thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh ngoài phần chi phí do quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Điều 38. Quyền của tổ chức cá nhân trong bảo hiểm y tế. 1. Yêu cầu tổ chức bảo hiểm y tế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải thích, cung cấp thông tin về chế độ bảo hiểm y tế. 2. Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế. Điều 39. Trách nhiệm của tổ chức cá nhân đóng bảo hiểm y tế. 1. Lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế. 2. Đóng bảo hiểm y tế đầy đủ đúng thời hạn. 3. Giao thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế. 4 cung cấp đầy đủ chính xác thông tin tài liệu có liên quan đến trách nhiệm thực hiện bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động, của đại diện cho người tham gia bảo hiểm y tế khi có yêu cầu của tổ chức bảo hiểm y tế, người lao động hoặc đại diện của người lao động. 5. Chấp hành việc thanh tra kiểm tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Điều 40. Quyền của tổ chức bảo hiểm y tế. 1 yêu cầu người sử dụng lao động đại diện của người tham gia bảo hiểm y tế và người tham gia bảo hiểm y tế cung cấp đầy đủ chính xác thông tin tài liệu có liên quan đến trách nhiệm của họ về việc thực hiện bảo hiểm y tế. 2. Kiểm tra giám định việc thực hiện khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế, thu hồi, tạm giữ thẻ bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại điều 20 của luật này. 3. Yêu cầu cơ sở khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế cung cấp hồ sơ bệnh án tài liệu về khám bệnh chữa bệnh để phục vụ công tác giám định bảo hiểm y tế. 4. Từ chối thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng quy định của luật này hoặc không đúng với nội dung hợp đồng khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế. 5. Yêu cầu người có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tham gia bảo hiểm y tế, hoàn trả chi phí khám bệnh chữa bệnh mà tổ chức bảo hiểm y tế đã chi trả. 6 kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi bổ sung chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế và xử lý tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế. Điều 41. Trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm y tế. 1. Tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế. 2. Tổ chức để đối tượng quy định tại khoảng 5 điều 12 của luật này đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thuận lợi tại đại lý bảo hiểm y tế hướng dẫn hồ sơ thủ tục nơi đăng ký tham gia bảo hiểm y tế và tổ chức thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, bảo đảm nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện cho người tham gia bảo hiểm y tế, ra soát tổng hợp, xác nhận danh sách tham gia bảo hiểm y tế để tránh cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế của các đối tượng quy định tại Điều 12 của luật này, trừ các đối tượng do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản lý. 3. Thu tiền đóng bảo hiểm y tế và cấp thẻ bảo hiểm y tế. 4. Quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế. 5. ký hợp đồng khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám bệnh chữa bệnh. 6. thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế. 7. cung cấp thông tin về các cơ sở khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế và hướng dẫn người tham gia bảo hiểm y tế lựa chọn cơ sở khám bệnh chữa bệnh ban đầu. 8. kiểm tra chất lượng khám bệnh chữa bệnh giám định bảo hiểm y tế. 9. bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị khiếu nại tố cáo về chế độ bảo hiểm y tế. 10. Lưu trữ hồ sơ số liệu về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật, xác định thời gian tham gia bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm y tế, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm y tế. 11. Tổ chức thực hiện công tác thống kê, báo cáo, hướng dẫn nghiệp vụ về bảo hiểm y tế, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu về quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế. 12. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về bảo hiểm y tế. Điều 42. Quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 1. Yêu cầu tổ chức bảo hiểm y tế cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin có liên quan đến người tham gia bảo hiểm y tế, kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 2 được tổ chức bảo hiểm y tế tạm ứng kinh phí và thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh theo hợp đồng khám bệnh chữa bệnh đã ký. 3. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế. Điều 43. Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế. 1. Tổ chức khám bệnh chữa bệnh bảo đảm chất lượng với thủ tục đơn giản thuận tiện cho người tham gia bảo hiểm y tế. 2. Cung cấp hồ sơ bệnh án, tài liệu liên quan đến khám bệnh chữa bệnh, và thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế theo yêu cầu của tổ chức bảo hiểm y tế và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của tổ chức bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế có trách nhiệm cung cấp hồ sơ bệnh án, tài liệu liên quan đến khám bệnh chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế. 3. Bảo đảm điều kiện cần thiết cho tổ chức bảo hiểm y tế thực hiện công tác giám định Phối hợp với tổ chức bảo hiểm y tế trong việc tuyên truyền, giải thích về chế độ bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế. 4. Kiểm tra, phát hiện và thông báo cho tổ chức bảo hiểm y tế những trường hợp vi phạm về sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, phối hợp với tổ chức bảo hiểm y tế thu hồi, tạm giữ thẻ bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại điều 20 của luật này. 5. Quản lý và sử dụng kinh phí từ quỹ bảo hiểm y tế theo đúng quy định của pháp luật. 6 tổ chức thực hiện công tác thống kê báo cáo về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật 7. lập bản kê chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp chính xác của bản kê này 8. cung cấp bản kê chi phí khám bệnh chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế khi có yêu cầu điều 44. quyền của tổ chức đại diện người lao động và tổ chức đại diện người sử dụng lao động một yêu cầu tổ chức bảo hiểm y tế cơ sở khám bệnh chữa bệnh và người sử dụng lao động cung cấp đầy đủ chính xác thông tin liên quan đến chế độ bảo hiểm y tế của người lao động. 2. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động. Điều 45. Trách nhiệm của tổ chức đại diện người lao động và tổ chức đại diện người sử dụng lao động. 1. Tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế đối với người lao động, người sử dụng lao động. 2 tham gia xây dựng, kiến nghị sửa đổi bổ sung chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế. 3. tham gia giám sát việc thi hành pháp luật về bảo hiểm y tế, đôn đốc người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế cho người lao động và tham gia giải quyết các trường hợp trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm y tế. Chương 9. Thanh tra, khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm về bảo hiểm y tế. Điều 46. Thanh tra bảo hiểm y tế Thanh tra y tế thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về bảo hiểm y tế. Điều 47. Khiếu nại tố cáo về bảo hiểm y tế. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính về bảo hiểm y tế, việc tố cáo và giải quyết tố cáo vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo. Điều 48. Tranh chấp về bảo hiểm y tế. 1. Tranh chấp về bảo hiểm y tế là tranh chấp liên quan đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hiểm y tế giữa các đối tượng sau đây, A người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại điều 12 của luật này người đại diện của người tham gia bảo hiểm y tế B tổ chức cá nhân đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại khoảng 1 điều 13 của luật này C tổ chức bảo hiểm y tế D cơ sở khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế 2 tranh chấp về bảo hiểm y tế được giải quyết như sau A các bên tranh chấp có trách nhiệm tự hòa giải về nội dung tranh chấp B Trường hợp hòa giải không thành thì các bên tranh chấp có quyền khởi kiện tại tòa án theo quy định của pháp luật. Điều 49. Xử lý vi phạm. 1. Người có hành vi vi phạm quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan đến bảo hiểm y tế thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 2 cơ quan tổ chức có hành vi vi phạm quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan đến bảo hiểm y tế thì bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 3. Cơ quan tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì sẽ bị xử lý như sau. A. Phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bằng hai lần mức lãi suất liên ngân hàng tính trên số tiền thời gian chậm đóng nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền ngân hàng tổ chức tín dụng kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản tiền gửi của cơ quan tổ chức người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế để nộp số tiền chưa đóng chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của quỹ bảo hiểm y tế b phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi mức hưởng bảo hiểm y tế mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ bảo hiểm y tế Chương 10. Điều khoản thi hành. Điều 50. Điều khoản chuyển tiếp. 1. Thẻ bảo hiểm y tế và thẻ khám bệnh chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi đã được cấp trước ngày luật này có hiệu lực có giá trị sử dụng như sau. A. Theo thời hạn ghi trên thẻ trong trường hợp thẻ ghi giá trị sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2009. B đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009 trong trường hợp thẻ ghi giá trị sử dụng sau ngày 31 tháng 12 năm 2009. 2. Phạm vi quyền lợi của người được cấp thẻ bảo hiểm y tế trước khi luật này có hiệu lực được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về bảo hiểm y tế cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009. 3. Đối tượng quy định tại các khoảng 21, 22, 23, 24 và 25 điều 12 của luật này khi chưa thực hiện quy định tại các điểm B, C, D và D khoảng 2 điều 51 của luật này thì có quyền tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của chính phủ. Điều 51. Hiệu lực thi hành 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2009 2. Lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân được quy định như sau A. Đối tượng quy định từ khoảng 1 đến khoảng 20 điều 12 của luật này thực hiện bảo hiểm y tế từ ngày luật này có hiệu lực thi hành. B. Đối tượng quy định tại khoảng 21 điều 12 của luật này thực hiện bảo hiểm y tế từ ngày 1 tháng 1 năm 2010. C. Đối tượng quy định tại khoản 22 điều 12 của luật này thực hiện bảo hiểm y tế từ ngày 1 tháng 1 năm 2012. D. Đối tượng quy định tại khoản 23 và khoản 24 điều 12 của luật này thực hiện bảo hiểm y tế từ ngày 1 tháng 1 năm 2014. D. Đối tượng quy định tại khoản 25 điều 12 của luật này thực hiện bảo hiểm y tế theo quy định của chính phủ chậm nhất là ngày 1 tháng 1 năm 2014. Điều 52. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều khoản được giao trong luật, hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của luật này để đáp ứng yêu cầu của quản lý nhà nước. Xác thực văn bản hợp nhất, chủ nhiệm Nguyễn Hạnh Phúc.